Hà Nội Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trên bàn của mình hôm nay là một cặp loa của JBL, JBL đó các bạn. Và một cái âm ly của Onkyo size trung 911M. Trước mắt là chúng ta xem cái cặp loa JBL này nha các bạn. Một cặp loa JBL với bass 10, chép 2.5. Và các bạn hãy xem con này là dòng gì nhé. JBL Tour, dòng này dòng Tour. Đây, đây là Made in USA nha. Chất bắp chuối mạ vàng, rất là chất. Đây nè, một cái khối rất là lớn. Cái phần phía cái dắt ở phía sau để treo lên tường, bắt treo lên tường và viết là treo để trên cái kệ cũng được mạ vàng luôn, rất là chắc chắn. Là khá là nặng, với cân nặng là 2 kg 2 kg 1 một loa nha. Và chiều cao của loa là 24 cm, chiều cao 24, chiều ngang 17 và chiều sâu là 14 cm. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn trên cái trang Facebook của mình hoặc là Zalo qua số điện thoại này. Mình đã đăng bài thông tin kỹ thuật cũng như là kích thước hình ảnh của nó chi tiết trên trang Facebook, Zalo. Chép này là chép Titan, chép Titan nha các bạn, đặc biệt của nó là chép Titan, những cái dòng nổi tiếng của JBL. Và cái màng này là màng body poly plus, là một cái polymer, màng polymer được phủ cái sợi cellulose theo cái thông số kỹ thuật ở trên trang của JBL nó viết như vậy. Đây, poly plus này và Titan này. Hôm nay mình ghép với đầu âm ly 911 để thử cho các bạn nghe. Các bạn có thể thích ghép với cái gì cũng được, nhưng mà mình hôm nay mình test với đầu âm ly Onkyo size trung. Đánh được hai kênh AB là hai cặp loa đó. Direct trò trực tiếp và chỉnh qua đây là tông nhạc. Chỉnh được super bass nè, bass và treble. Bass này là cái phần bass sâu ở bên dưới 50 Hz. Còn đây là cái phần bass cao ở trên. Nó lấn tới cái giọng hát. Và trep, siêu trep, trái phải, đơn giản đẹp, mặt phay nhôm, đánh 4 sò than của Toshiba, 2 tăng phô, 1 tăng phô lớn cung cấp cho bo mạch và 1 tăng phô nhỏ cung cấp cho phần công suất riêng biệt. Thiết kế trọng là xếp bắp chuối, đánh được 2 cặp loa và có cổng súp điện nha các bạn. Chúng ta test nhanh vào cái gì mà cặp loa này thôi. Để chế độ direct trước đi. Công suất của mỗi loa là 100W lận nha. Mỗi loa 100W. Một bài trữ tình trước đi. Bài trữ tình, chờ một chút xíu. Công suất của cái loa thật sự là rất là lớn, các bạn nhìn cái phần âm lượng đi lên này. Hát nửa đi hương, hát điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào tình chưa biết phân ly mây lắm thì qua mau, hát nữa đi hương, hát đi đời trường. Hương ơi sao tiếng hát lên nghe vẫn lắm nghe vẫn ngọt ngào. Dù em chế độ cân bằng nha, không có chỉnh bass treble gì hết. Một cái bài nhạc khác, hát
trên. Chúng ta đẩy 3 phần tông nha, đẩy chép lên 3 phần tư thử xem. Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gan mời, vì tôi khinh lời nói đầu môi. Khi ân tình đang thời nở tươi, sao người ta thật công suất hiện tại của Amri là 100W nha các bạn. Cặp loa công suất rất là tốt. Bây giờ chúng ta thử công suất loa nè. Nếu biết duyên tình đâu, gặp ngàn trái xót ta nghẹn ngào. Bây giờ ta ôm trái công suất rất là tốt. Chúng ta có thể ghép với lại có thể chơi độc lập hoặc là có thể ghép những cái dàn âm ly lớn đánh kinh B để hỗ trợ cái giọng lời, cái tiếng giọng hát cho cái dàn karaoke hoặc là ngay cả phần nhạc cụ khi chúng ta nghe nhạc cho những dàn âm thanh lớn hỗ trợ cái tiếng trap, tiếng mid. Chúng ta nghe bài guitar nha. Chép Titan rất là tơi nhuyễn. Chúng ta chuyển đoạn cao trào nè. Rất là cao, phần chép nó rất là tách biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy kết bạn Zalo, Facebook của mình qua số điện thoại cũng như là đăng ký kênh YouTube để tiếp tục tham khảo những hàng nội địa cũng như là những dòng audio nổi tiếng nha các bạn.